con về lại sớm thương cùng một bên sông, con trâu đồng sông dưới bầy tre thơ không mát biết thương buồn, một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng. Yeah.
Thank you.
cõi đau thiên này trong lòng chẳng chịu quý vị đại biểu và toàn thể hội chúng. Bài hát vừa rồi cũng thay lời kết cho show diễn buổi tối hôm nay do ca sĩ Nguyệt Anh, là một người nữ Phật tử sau Mai Điểm Hèn, đến với chương trình giao lưu văn nghệ và chúc mừng đại lễ Vu Lan của chư tôn đức tăng ni Phật giáo tỉnh Ninh Bình. Vì điều kiện ngày mai các ca sĩ còn phải lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn, do đó không ở lại tiếp tục với đêm ca nhạc chào mừng Vu Lan Thắng Hồi Phật giáo tỉnh Ninh Bình được tổ chức tại tổ đình Kim Liên chùa Đồng Đắc đêm nay nữa. Thay lời ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn
các nam nữ ca sĩ, diễn viên đã đến với tổ đình Kim Liên chùa Đồng Đắc, nơi địa điểm cơ sở 2 an cư kết hạ của 92 hành giả thuộc Phật giáo tỉnh Ninh Bình, và sáng ngày mai sẽ được đón 200 vị tăng ni về đây làm lễ dâng y và chào mừng đại lễ Vu Lan và hàng ngàn Phật tử. Nguyện cầu mười phương tam bảo gia hộ cho nam nữ ca sĩ có sức khỏe dồi dào, gia đình an vui và hạnh phúc, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật của mình và đem tiếng hát, lời ca đến cho tất cả mọi người, mọi nhà, để mọi người mọi nhà có một niềm vui, hạnh phúc. Và như Đức Phật dạy, cuộc sống của chúng ta rất là ngắn, chúng ta hãy tặng nhiều nụ cười cho nhau, và chúc nam nữ ca sĩ trẻ, khỏe, đẹp. Và nhờ Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị thuận buồm xuôi gió trên con đường vinh quang sự nghiệp của mình. Xin trân trọng cảm ơn.